Em chào tất cả anh chị em buổi trưa, trưa ngày 28 tháng 12 nha anh em. Trưa hôm nay em lại lên cho anh chị em một ít mú. Nói chung là có mú này mú kia, nhưng mà có một con này duy nhất màu xanh ô liu á anh em. Con này là của Thụy Điển, không phải của Mỹ nha. Nó cũng là vừa tai trập vừa là tai lật lên, màu xanh ô liu hai lớp anh em ạ. Thụy Điển này rất là đẹp nha, màu xanh này. Hồi trước em lấy lần cả mấy trăm cái như vậy mà không có nữa. Đợt trước thì có, bây giờ không có. Nó mà trập thì nó như thế này này. Đó. Nó là dòng mà chất vải kaki nha nhé. Phải không? Chất vải kaki, cái tai của Mỹ thì nó trập nó đi xuống đây. Còn thằng này thì nó đi hót hót trên này. Anh em mà không xài, anh em có thể lật lên như thế này. Đó. Lật lên nữa ha. Rồi. Con này thì vòng đầu 57, 58, 57 và 58 mới 97% ha. Ai ưng con này 450 mã 121. Chốt giùm em 121 ha. Anh em chờ em chút với à. Alo em nghe anh Thắng ơi. Alo. 28 à, 28 hồi đêm à. Còn 900 ngàn phải không anh? Được, em cứ chơi nha. Con này lót trứng sáo đời đời 68 hỏng khóa. Đúng rồi. Em chốt cho anh nha. Em đang còn like cho nên là chút nữa em gọi lại. Dạ. Con này dưới cho nhôm mà có 900 nghìn. Thắng. Ok. Rồi, tiếp tục nha anh em. Em sorry anh em nha. Tiếp tục. Rồi em còn mấy cái mũ này này. Còn có mấy cái nữa thôi. Mũ mùa đông, mũ trục mùa đông rần ri nha anh em. Thì còn có mấy cái độ mới nó chỉ còn 96% nữa thôi. Em bán cho anh em, sale anh em 500 nghìn này. Ủa em bán 500 rưỡi đó. Hàng cấp phát của lính Mỹ nha anh em, ở trong thì bằng nỉ này, bằng nỉ ấm, nó là size 7 1/4, hàng cấp phát nha, size 7 1/4 là vòng đầu 58. Nói đúng ra con này mà 58 hay là năm mấy anh em vẫn đổi vừa hết á. Ở đằng sau này nếu mà 58 á, nó bo thì cái chun này nó không co giãn này, còn mà ai mà đầu to hơn một chút thì nó co giãn cái phần này này đó, anh em nhìn thấy không ạ? Thì nó sẽ giãn ra và ôm lại. 58 và 56, 57 gì nó cũng ôm được hết, nó không có lỏng. Rồi chốt cho em 500.000 mã 108. Em đổi cho anh em dòm nha. Đấy, mùa đông thì như vậy là coi như hết biết mùa đông luôn anh em. Ok không? Hết biết mùa đông nha. Rồi tiếp con này cũng vậy. 500.000 mã 107. 107 ha. Con này size 7 là vòng đầu 56 à. 55 và 56 nha anh em. Chốt giùm em 500.000 mã 107 ha. Tiếp con này cũng 96%. Con này là bị lủng một lỗ đây này. Bị lủng một lỗ ở đây. Vì sơn một chút siêu siêu thì em bán con này 350 mã 106 nha. Con này là gọi là giá sale. Anh em có thể may vào đây một cái tem, một cái tem nhỏ nhỏ thôi là ok. Con này là size 7 1/4 vòng đầu 57 và 58 nha anh em. Nói chung 58 là ok hết á. Còn cái mũ này em lại gỡ cái này ra em đeo cho anh em thêm. Thấy cái này này. Cái mũ này cũng không phải là của Mỹ, mà nó là nói đúng ra của Thụy Điển á, thì nói chung là không phải của Mỹ, nhưng mà con này em nhớ hồi trước em không biết là của thì của thằng thằng gì đó. Đây cái tem của nó này anh em này, nó không phải của Mỹ đâu, không biết có phải của Thụy Điển hay không nữa, nhưng mà nó là mũ ấm lâu ngày quên mất tên rồi. Cái đầu của nó này, nó là vòng đầu 55 55 56 anh em ạ. Đấy. Anh em có thể đổi
cái này gọi là gì ta, ai nhớ không, ai nhớ cái em đội cái mũ lên anh em sẽ chợt nhớ ra là mũ là của gì ha. Đấy, nó đội một cái như vậy, và khi mà anh em không sử dụng anh em sẽ bật tai lên như vậy. Ở trong này nó có một cái tai trập xuống, ở trong này này có một cái tai màu đông trập xuống nữa đấy. Đấy, cái tai của nó như vậy nha nhé. Em vòng đầu 56 là đội ok này, ôm và nhỏ nha nhé. Ai ưng con này nó là màu xanh xám thì chốt giùm em nha. Màu xanh xám chốt giùm em 5 300 nghìn thôi. Bán sale nha, rẻ, con này là cực rẻ luôn á. Mã 105 em bán rẻ con này ha. Còn cái con này là màu, con này là của thằng M65. Anh em mà mở con kia là M65 rần ri, con này M65 màu ô liu. Nhưng mà nó rất là dơ. Anh em dòm dùm em này. Nó dơ không biết giặt ra hay không thì em cũng không có biết nữa. Đây cái tai em lật lên thì đây còn cái phần dơ anh em nhìn rất là rõ ha. Ở ngay cái cổ của nó này. Thực sự nhìn nó không thể nuốt nước miếng được. Chỗ này anh em nó bị bung một chút ở góc này thôi. Thì nó lỗi bữa hôm em bán là 1,1 triệu một cái. Nhưng mà giờ còn một con này dơ duy nhất. Nói về dơ thì nó cũng chả có định nghĩa được. Vì nếu như mà vì dơ mà em bán con này rẻ tích một nửa, hơn một nửa thì nó hơi vô lý. Nhưng mà nó bị lỗi một chút nữa thì nếu như mà em giặt ra một phát, em ngâm xà bông để giặt ra phát đẹp thì chắc chắn là phải bèo bạt nó không phải 8-900 phòng ấy. Nhưng mà thôi ta cứ chơi 1/2. Nhưng mà cái phần này này nó cũng hơi bị nổ nổ một chút. Thì em bán con này giá chỉ có 500 nghìn, mã 104. Ai cảm thấy chấp nhận vì dơ thì giặt tút lại nha. Thì chốt giùm em 500 nghìn mã 104. Anh em cho phép em nghe một chút nha. Alo em nghe anh Tuấn ơi. Alo. Em nghe anh nha. À cái mã 75 còn 100. 75 à? Ừ. 75 chờ em chút nha. 75 là con gì ta? À, quân Pháp 75 con đấy ơi, con. Cho mày còn lại. Dạ em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều nha. Nghĩ lại danh sinh lớn quá ha. Dạ. Nghỉ lớn nè, nghỉ ba cũng hai ba bữa luôn. Đấy là em tận dụng cơ hội để được nghỉ phép rồi chứ. Rồi, em cảm Học ơn lên anh. đủ luôn. Dạ. Rồi, em chào anh nha. Em đang còn like để trưa trưa 11 giờ này. Dạ, em chào anh. Rồi em xin phép anh em tiếp nha. Con này cũng 96% luôn hai anh em. Con này em bán 500.000 mã 103 này. 500.000 mã 103. Bữa nay anh em ngoài kia có lạnh không anh em? Chỗ em bữa nay cũng lạnh lắm. Con này size đầu 7, 7 tức là vòng đầu 5 56 và 56, 55 và 56 nha anh em. Thì con này em bán vậy luôn. Bó sale anh em mua lô này anh em rẻ được 50.000 ha. 500.000 mã 103, 96%. Con này nó bị dơ một chút này. Bị dơ đất một chút ha. Dơ nó dăng lên thôi nhưng mà con này bao ra cho anh em. Con này em nó cái tem của nó cũng hơi bị quạc quạc nữa này. Nó bị quạc quạc anh em ạ. Nhưng mà mũ ngoài thì đang còn mới và đẹp ha. Con này thì 56. Con này 57 nha anh em. Con này 57 ha. Vòng đầu 57 chốt cho em 500.000 mã 102 ạ. 500.000 mã 102. Được có mấy con nữa thôi. Anh em mà lạnh, thời tiết lạnh thì tận dụng chốt chứ không còn nữa anh em ạ. 500.000 mã 101. Còn hai cái cuối cùng này. Của hôm anh em chốt mà hết size 71/8, 71/4 à. 71/8 anh em ơi. 71/8 là vòng đầu 57. 56 và 57 vừa nha, nhưng mà chỗ này nó bị loang một cái dơ gì trong đó. Nhưng mà cái này nó không có ảnh hưởng gì hết anh em, ở bên trong vậy thôi. Rồi bên ngoài vẫn 96% độ mới ha. Ai chốt thì chốt giùm em mã 101.
500. Cái cuối cùng này, cái cuối cùng, cái tai này thì anh em đổi lật thì lật mà sập thì sập. 500.000 mã 100 nha nhé, 96% ha. Ai vừa đầu nào thì ta chốt này. Size 7 1/4, tức là vòng đầu 58, 57 và 58 nha nhé. Ở trong cực ấm rồi. Bữa nay chắc anh em nhận được mũ đội rồi phải không ạ? Bữa hôm em like đợt 1 là về có màu lưu ha. Hết rồi, được có chừng ấy cái nữa thôi. Còn cái con ACU này này mới chưa có sử dụng anh em ạ. Tem của nó nha. Con này của hãng Popper, hàng cấp phát của lính Mỹ nhưng mà chưa qua sử dụng được con. Nó lọt một vài kíp được một vài cái thôi. Tem còn mới cứng luôn. Cái này 67/8 có mũ ở trong, à, có cái lót ở trong để mình bỏ tiền, bỏ giấy nha. Đúng ra cái thằng này 71/8 là vòng đầu 55. 55 nhưng mà cái con này thông thường cái mai mà nó dày như vậy là nó sẽ tụt mất một size là vòng đầu 54. Nhưng mà không hiểu sao cái vòng đầu của em là 56 mà em lại đổi vừa con này. Ha. Đổi vừa con này luôn. Tóm lại là con này anh em mà đổi vòng đầu 55 thì đẹp. Vì 55 nó sẽ có thời gian lâu dài anh em chịu đựng được. Còn mà vòng đầu 56 thì em e rằng là anh em đổi như em vậy này, tạm thời. Có nghĩa là tạm thời thì vừa, nhưng mà anh em đổi mũ đâu có phải đổi cái cởi ra, đổi phải tiếng 2 tiếng phải không ạ? Thì nó sẽ bóp đầu, nhưng mà 56 vẫn vừa. Em thấy 56 em đổi có cảm giác vẫn thoải mái. Nhưng mà không nên. Anh em cứ quất 55 giùm em. Ai chốt 55 này chốt giùm em này. Mới kẽn 500.000 mã 123. 123 nha. Mã, cái mã là mã, mã số là 123. Chốt cho tôi cái con mã 123 mũ 500 là ok nha nhé. Rồi tiếp một con Navy Seal 8 cạnh. Navy Seal này hiếm lắm nha. Cho anh em dòm cái tem trên của nó này. Chưa? Một con chim đại bàng á. Chim đại bàng anh em. 8 cạnh, 71/4 vòng đầu 58. Nhưng mà con này là em nghĩ anh em 57. Nói 58 thì nó mới quá cho nên là nó chưa có độ co giãn gì hết. Anh em 57. Nếu mà 58 là đổi hơi bót một chút nha. Anh em mà chấp nhận thì chốt đấy. 57 và 58 mới 98%. Ai chốt con này chốt giùm em 800.000 mã 1. À. Ồ. Em viết sai rồi. Em tính viết con này là 800.000 mã 120. 800.000 mã 120 nghe nhé. Tiếp một con hải quân cũng là 8 cạnh này. Thiếu úy. 8 cạnh nha nhé. Hàng của Mỹ nha. 73/8 là vòng đầu 59 thôi. 59. Mũ này 97% độ mới nha nhé. Vòng đầu 59. Ai 58 và 59 chốt con này nhé. Vòng đầu 58 và 59 chốt con này giùm em. Em bán con này là giá 690.000 mã 119. Đại thiếu úy con đó là có màu vàng hơi bị đắt nha. Màu vàng thường nó đắt hơn hả? 7 giờ rồi. 3 giờ hả? Tiếp một cái mũ multicam anh em này. Nó viết chữ ở đây và trên này ha. 75/8. 75/8 là vòng đầu bao nhiêu? Bao nhiêu anh em? 5/8 là hơi bị to à, 61. Ở đây có một cái túi này. Có một cái túi đựng ở trong ha. Sau thì mình dán anh em dán cái chữ US Army hoặc là tên của lính tùy anh em ha. Có mũ này vải caro 97% trở lên. Vòng đầu 59 này. Ai vòng đầu 59, à quên. Ai vòng đầu 60, 61 chốt con này quên. Nói tào lao. Chốt dùm em 700.000 mã 118 nha em. Multicam ha. Tiếp một con mùa đông rần ri. Có một cái tem bằng bằng vải ha. Bằng dù anh em. Mùa đông thì có tay trập này. Có tay trập. Em bán hàng cấp phát đã qua sử dụng nha em.
Anh em đừng có nhầm lẫn hàng Tây bản với hàng hàng Mỹ nha. Hàng Mỹ nhưng mà hàng quân đội đã qua sử dụng nó khác với hàng Mỹ mà xách tay từ bên Mỹ về nhé. Xách tay từ Mỹ về nó khác hẳn với hàng này. Rồi con này là 7 1/4. Em dòm hết qua phải 7 1/4. Anh em cái tem của nó này 7 1/4 anh em ạ. 7 1/4 thì là vòng đầu 58. Vòng đầu 58 nha. Mùa đông là nó có trập tay vậy này anh em này. Còn anh em không thích nữa em lật lên ha. Đấy, mùa đông là như vậy này anh em. Mang một cái khẩu trang nữa tới đây là coi như là phần này là ok ha. Áo thì nó cao cổ nữa là ô ổn. Rồi con này 97 96 97% được ha. 700.000 mã 117 ha. 700.000 mã 117. Em có một cái mũ beo này. Đẹp không? Beo này tai nhỏ anh em ạ. Ở trong thì có một cái miếng lót. Nhưng mà con này lại không phải của Mỹ. Con này Mark in Korea này. Korea của Hàn Quốc ấy. Cái tai này thì cái mũ này em coi mà, con này là vòng đầu 58, 57 và 58. Thông thường đổi thì cái tai cái đuôi đằng sau lật như thế này nè. Quá chưa? Cái này là anh em mà mua mà mình nam đội nữ đội gì chơi tuốt hết. Cái form này nổi ai đổi cũng được hết anh em ạ. Beo ai có bộ beo rồi chốt cái mũ beo này để ghép thành một bộ nha. Con này khá là đẹp. Chất vải của nó là dòng này vải không phải vải lụa mà đẹp quá. Giờ dòm vậy không biết là vải gì luôn á. Cái phần này rất là dày nhá. 98 được luôn ý. Chốt cho em 500.000 mã 109. Em còn muốn đua đây nè. Anh em sao chứ em vẫn đang thích đua đấy. Anh em không chốt là em đua mất này. Tiếp một con tay bèo. Tay bèo sa mạc nha. Đây là cái tên của lính nó viết nó để lên đây nhé. Thì anh em thông cảm nha. Cái này không có sửa được. 7 1/8 là vòng đầu 57. Có hai tem. Hàng cấp phát đã qua sử dụng nha nhé. Vòng đầu 58 và 57 thì em quên, 7 1/8 là vòng đầu 57, 56 và 57. Em vòng đầu 56 này. Tay nhỏ không phải tay to đâu. Tay to thì nó ra cái kiểu mũ tay to thông thường, tay nhỏ là dòng của dòng bịch kích nó đắt hơn. Con này 750 mã 116, 97% độ mới anh em. Mã 116. Có con đại úy này. Đại úy nha anh em. Con này sa mạc. Size 7. Size 7 là vòng đầu của em nhé. 56. Nhưng mà con này mới và lại bị một cái vết ố này. Em cũng chả hiểu nó như thế nào nữa. Nó bị một cái vết ố ở ngay đầu nhé. Vòng đầu 57. À 56. Size 7 vòng đầu 56. Cái chỗ này anh em chịu khó về uốn nó lại vì khi mà nó đóng kíp ấy, nó ép kìa nó ép chặt quá cho nên nó bị gấp. Cái tai này thì không bao giờ gãy nha anh em, nó không bao giờ gãy đâu. Có cái là nó chết vì đóng lâu ngày quá thì nó phải bị có vết như vậy. Mình về mình nấn lại. Em mới dùa nó phát nó đã thẳng rồi. Rồi mũ thì rất mới nhưng mà có một vết dơ thì ta cho 97% ha. 700.000 mã 115 nha nhé. Có một cái tem này là lên 50.000 mà lại dơ cái phát này. Em lại vừa lên và vừa xuống. Đáng lẽ con này em bán 800.000 đấy. Nhưng mà vừa lên lại tụt xuống mất 100.000 không? Em tụt bớt cái phần giá phần trăm này này. Mới. Con này rất là mới. 700.000 mã 115 nha nhé. Em lên một con tay bèo ACU này. Tay vành nhỏ không à? Lô này toàn tay vành nhỏ không à? Hồi trước em khui hay có tay to mà hồi này đợt lâu lắm rồi, giờ khui bữa thì nó trúng tay nhỏ. Size 7 34R. Size 7 34R là vòng đầu 56.
Ui, 73/4. Con này vòng đầu 57 và 58 nha anh em. 57 và 58 nha. 58. Con này 58 chắc luôn. Cái tem size này sao nó ghi size 7 34 à 3/8. Ui giời ơi, 3/8 không phải 34 đâu. 73/8 là thằng này tới Oh. 3/8 là 59 chứ 5 58 đâu. Con này mới 98% nha anh em. 3/8 là tới 58 59 lận. Rồi vành nhỏ nha anh em. Ai ưng con này chốt giùm em này. 500.000. Mã 114 nha. 500.000 mã 114. Có con này vải caro này. Con này chắc trăm cô tông quá à. Này size 7 của hãng Chu Sebek. Con này của hãng Chu Sebek 100 cô tông nha. 100 cô tông size 7 thì vòng đầu 56 thôi nha anh em. Vòng đầu 56. Ui. Mới 98% ha. Mới 98% này. 5. Xe 7 là vòng đầu 56. Nhưng mà anh em 55-56 là đổi ok ha. 55-56 đổi ok. Rồi, ai chốt con này chốt giùm em. 799.000 mã 112. Mới 98% anh em ạ. Ách xì rồi. Tiếp con này nó mất cha cái tai rồi. Mất cái dây rồi. Mất cái dây rồi. Lại con khác. Con này là thủy quân lục chiến. Simon. Simon. Con này xe lát lửng ạ. Con này thủy quân lục chiến chất vải kaki nha nhé. Tem của nó này. Tem này. Xe lát. Xe lát con này là 57. 57 và 58 nha nhé. 57 và 58. 96-97%. Con kia mới quá mà nó mất cái dây à. Có một cái logo thủy quân ở đây ha. Rồi, cho anh em dò mấy cái mắt mèo phát này. Cái mắt này không dễ. Bẻ thì đỏ rồi. Chốt giùm em con này 800.000 mã 3 con số 1. 111. Thủy quân lục chiến nha anh em. Tiếp một con không quân. Con này mất cha quai rồi. Con này mất quai luôn. Quai cất. Rồi hết rồi anh em ơi. Hôm nay em lên cho anh em chỉ tới đây thôi ha. Nếu anh em nào ưng cái nào thì alo cho em qua số điện thoại 0911337139. Em sẽ chốt cho hai anh em. Em cảm ơn. Chúc anh em một buổi trưa an lành. Em xin phép chào nhé.